Cảnh sát Peru vừa thu giữ 578 kg ma túy được giấu trong một khu rừng rậm của nước này. Theo điều tra ban đầu, thì lượng ma túy trên được chuẩn bị để chuyển đến Brazil phục vụ cho kỳ World Cup sắp tới. Theo giới chức Peru, ngoài 578 kg ma túy được tìm thấy, họ cũng bắt giữ 6 đối tượng tình nghi là có liên quan đến vụ buôn bán vận chuyển ma túy trái phép này. Nếu không bị phát hiện, lượng ma túy trên sẽ được trung chuyển qua Bolivia, sau đó tuồn vào Brazil. Số ma túy này được cất giữ khá tinh vi, tuy nhiên chúng tôi đã kịp thời phát hiện ra trước khi quá muộn. Chúng tôi đang tiến hành điều tra mở rộng để xác minh xem còn có những kẻ nào liên quan đến số ma túy này nữa không. Hiện Brazil là quốc gia tiêu thụ ma túy lớn thứ hai thế giới. Với việc World Cup được tổ chức tại đây, Brazil đồng thời cũng trở thành điểm trung chuyển ma túy sang các thị trường châu Âu. Trong khi đó, Peru đã vượt mặt Colombia để trở thành nước sản xuất ma túy nhiều nhất thế giới, theo số liệu của Liên Hợp Quốc.